vậy nè. Gì trời, ý là con thử thách bà Dung xong rồi à, bây giờ là tới bên kênh Hoài Thương nè. Hoài Thương nó sẽ thử thách mẹ là 3 ngày thôi, khỏi 3 đêm à, 3 ngày mẹ không quýnh con cậu Bảy với thằng Bin với thằng Liên Áo Hoài Thương. Nói chung là không quýnh anh em cậu cháu tụi con. Chửi thì cho, chửi nó đâu nhẹ cái thôi, chửi đó. Nặng quá là không được nha. Một là như vậy, còn không là 3 ngày lính địch. Tao có địch mà cũng sao biết. Mà kéo lại là địch là làm gì nghe kia. Nó nói tôi gắn cái video cho đích bà. Bà làm một cái là nó đi qua tiếng là biết liền. Hỏi chạy. Hôm nay 3 ngày, 3 ngày mà mẹ không quýnh, không chửi nặng anh em tụi con, cậu cháu tụi con thì mẹ được 6 triệu. 6 triệu này là của một người coi kênh YouTube của mình. À, cái chú đó bỏ ra 6 triệu để thử thách mẹ nè. Bà Dung thì bà lụm 6 triệu rồi đó. Nút cá nhậu ngoài 6 triệu mà mày có ăn cò tao không? Cò thì đó tùy lòng hảo tâm thôi, thí chủ cho nhiêu rồi tôi lấy bao nhiêu thôi, tôi đâu có đòi hỏi gì thí chủ ơi. Mà không chửi mà tao ký đầu mày không? Vậy em đi lấy tiền mỗi tối đi, không chửi ký đầu lũng sọ là gì vậy? Hay. Ủa không được quýnh. Hay chấn nước. Trời ơi mà Dung phải chấn nước con rồi. Chấn nước cho cháu là gì? Nói chung là mẹ phải cưng mấy cậu cháu của con là cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa. Thôi cho là nhéo đi. Vậy không được, không được, không được làm. Không được đụng chạm thân thể. Ờ, thân thể của cậu cháu con là trong 3 ngày nay là coi như vàng như ngọc, hiểu không? 6 triệu. Thì mày giao không chửi thì tao không chửi, nhưng mà tay tao thấy máy xuống kệ tao. Tại thấy máy gì? Đụng vô đi rồi 6 triệu là mất 1 triệu. Sao có chơi thì chơi, không chơi thì thôi để mấy cậu cháu bỏ túi đi nhậu. Dễ ờ, không làm mà cũng có ăn mà. Tao đi xe qua chai tao mới về về kiếm được 200 ngàn, 2 hoặc 210 ngàn kè đó. Đó thì đi xe chai về đó, có 221 đó. Mà tao đi 15 ngày tao cũng có vậy. 15 ngày được nhiêu? 15 ngày có 3 triệu à. Cái này tao 6 triệu mà đi 1 tháng đó, bà nội. Ừ. Trời ơi. Sao bà ngu thế hả? Được rồi, tao tưởng 15 ngày chứ. Vậy được đó, chơi, chơi, chơi. Có tiền phá rồi. Trời, có tiền á, tiền là đi liền với khúc ruột. Đời mà ai ngon nói không tiền thử tao giơ tay lên coi. Không tiền mà làm sao mày mua được gì, mày ăn mày bệnh hoạn mà không đáng sĩ chứ. Đúng rồi. Ờ. Hợp lý. Tỷ lý 15 điểm. Lên 3 điểm hả? 3 điểm rồi. Ai cũng phải cần tiền. Sao bây giờ chơi không? Chơi. Suy nghĩ cho kỹ nha. Suy nghĩ cho kỹ vào con trai. Lỡ mày mai bị chết. Thì bắt quá, tao có chửi thì mất 6 triệu thôi chứ có nhầm gì. Mà tao không chửi thì tao được 6 triệu chứ. Này hên xui. Cái chuyện này hên xui. Ai nói được ai trước được. Đúng rồi. Thì giờ mình suy nghĩ đây. Thì suy nghĩ rồi đó, suy nghĩ chơi đó. Nhưng mà chơi rồi. Chửi hay không là chắc không biết nữa. Chắc chơi suy nghĩ thật kỹ nha. Rồi. Suy nghĩ cho kỹ. Thì một thắng một thua. Rồi chơi. Vậy đi. À, một thắng một thua. Rồi không biết. Nè, nghe thầy Bảy hát nè, rồi suy nghĩ cho kỹ nha. Suy nghĩ cho kỹ vào con trai. Lỡ chơi kèo này chết, ai là người mua vé trai. Đúng, đúng. Lấy rồi, lấy rồi, lấy. Hên nó thì tao cũng như trúng số. Kèo này nhiều khi tức ôi mau. Mà lỡ số nó sổ mà chặt lắc thì thôi, có gì đâu. Nhưng mà cái kèo này nhiều khi tức ôi mau chết nha. Chết là đúng, không ai mua vé trai này á. Ok, bây giờ thời gian sẽ để bắt đầu từ cái giờ mọi người. Đưa trước vào đây. Trời, sao má chứ bà Dung chúng khô ngang nhau á. Em gục chưa thắng nữa rồi lấy tiền trước. Ừ. Tao đâu biết đâu mà xạo. Người ta bây giờ người ta đi quán cái tiệm gì người ta ăn xong người ta mới trả tiền. Cái gì cũng vậy chứ. Mà tao uy tín mà, đưa tiền trước tao đi. Trời mặt uy tín dữ trời. Trời, tao sống ở đây mày hỏi hết cái Lâm Trường à, ba này coi phải mà hai ba trai này uy tín không? Tao chứ sợ mày cái mày thằng đếm thúi chứ mày. Ba là thiếu dai chứ chưa xù một hai đúng không? Thà thiếu dai rồi không có tiền xin. À, nói một tiếng, cho con xin, con khổ quá xin. Lương tâm cũng tốt nữa. Ừ, mày hỏi hết đi, cho mày đi hỏi hết đó. Đừng nào mà người ta nói u cái bà này xạo hay là bà này biết á. Là bao nhiêu tâm cũng đền mày được hết á. Tao đi ở đợi chứ mày suốt đời mà. Bắt đầu rồi nha. Bắt đầu đó, 6 triệu nha. Suy nghĩ thật kỹ nha bà hai. Lỡ mà mày cái trò này bà chết, ai là người buôn ve chai. Trời.
Để cho tôi là. Đây để chị quay cho tao là con mẹ tao. Quay. Trời ơi đứa. Mày là con nội mày. Mày sao mày kéo ra đắng chết mẹ mày này. Ê. Mày nói gì ạ? Mới chửi gì? Chưa quay mà, thôi bỏ qua đi. Cái này mày xé chăng bỏ qua đi. Thảo tao đang ngồi đây tự nhiên kéo ra nắng chết mẹ luôn à. Có vụ xé chăng bỏ qua nữa. Nãy tao mới chửi đúng không? Suy nghĩ thật kỹ nha bà hai. Trước khi chửi tụi này bà suy nghĩ thật kỹ bà hai. Bỏ cái đó làm lại mày. Để làm lại đâu? Ừ. Làm lại à. Anh biết cho mà cái dù. Mới vừa thấy đề ba thôi rồi thấy không ổn rồi. Tự nhiên tao đang ngồi mát vậy cái kéo qua nắng chết mẹ không chửi à. Bất ngờ không? Bất ngờ quá không? Kéo qua nó làm gì trời? Kéo cho mát cái gai. Mày suy nghĩ thật kỹ con trai mày tào lao bà hai uống đi đầu thai đó. Thấu chèo. Rồi ok chưa? Mà cái dù cho mày nhiên tao lấy ra được cái gì đâu ha cậu. Trời trời có ai thử thách tôi kiếm tiền tôi đi khám mắt vậy. Có ai thử thách em không trời? Theo con nữa. Mắt coi bà uy tín viết rồi á. Nó muốn xì luôn rồi. Nói giỡn thôi bà hai, con mắt nó bị viêm son nên ngứa bà hai ơi. Sáng chó ăn mày rồi. Ôi thằng ơi ra. Lấy bận nướng anh rửa cái xăng đó thằng ơi. Ok ok cậu cầm trời đi. Rửa làm chi? Cái xăng người ta quét sạch rồi rửa làm gì chứ bước lại nhà trời. Kệ người ta trời. Rửa cho nó mát. Hao điện lắm mệt quá tào lao quá. Xấu chèo. Miếng cũng hao điện. Đâu? Miếng người ta quét sạch rồi rửa làm chi? À lên nhạc giùm em miếng. Mày cái thằng này mày rửa mày xối hướng tao mày. Dạ em chửi ông 6 triệu, 6 triệu. Cái đi dài của bà dơ, tao rửa cho. Má rồi tao rửa đầu chết mẹ em vậy không? Sao vậy? Ê, mày giữ vậy? Bỏ, đem thèm rồi, không chửi. Bỏ. Suy nghĩ, nó nghĩ ra ai. Bỏ, cái nó bỏ vậy. Lớn cái kèo này bà mua thì lại đâu. Nhà bà giúp qua tàm đúng không? Ba lần đúng không? Ví dụ giúp qua tàm nữa trời. Ví dụ kìa giúp qua tàm. Ok. Mày bao nó mày tâm khó giờ tao. Suy nghĩ cho kỹ cho bà hai. Lớn cái kèo này mà thua 6 triệu để cho ai. Tôi bữa nay không bà không được phép quýnh lai gai nữa đâu. Rồi làm đi kẻ chặt nó đi. Trời ơi chặt nó đi hả bòi hả chú bôi chú bôi đây đi hả thằng quái đâu mày đi ra trong khác xấu chèo đặt đi nè đặt đi nè chảy nhiều má nè cái này nhiều bao nè. Suy nghĩ thật kỹ nha bà hai. Bà chết giờ nha. Trời ơi. Cái dài nó dơ rồi. Giống như là heo cái chuồng ấy à. Cứ rửa cho. Quảnh đi, quảnh đi. Chào tao đi. Tao giật một mắt bây giờ. Xin mời bà bước vô. Xin mời bà bước vô đây. Suy nghĩ cho kỹ cho bà hai. Lỡ bà quýnh lai gai 6 triệu này để cho ai. Dạ dạ. Đứng xe. Đứng xe cho mát kìa. Nghĩ cho kỹ rồi bà. Xe người ta chạy qua gà túi người ta, tao quýnh cho xin dịch. Dẹp ống nước giùm đi. Trời ơi, xin xe ướt xe nó lũng mà yên rồi đó. Nước vô nó chui vô ngồi, cái tao tưởng đáy quần đó. Ngồi nó mát đít. Xe lũng ở đâu, cái sạc của nó. Đi xuống xe chai đi, tao đi mua tiếp thôi. Đi, có đi, đi, đứa nào nó xuống giùm đi. Không có xuống giùm cái chai thôi. Ai kêu cái đó? Mẹ kêu xuống giùm xe chai đi, mẹ đi mua tiếp à. Đứa nào kêu à? Đứa cái đầu mày. À má. À, xấu chiều. Má hả? Má kêu con gì? Kêu mày á, đi cậu Bảy xuống xe ba chai cho mẹ đi mua nữa. Cậu Bảy là tên của đứa nào? Tên của bang phái nào? Cái thằng này nó bị khùng cái gì ta? Cậu Bảy là ai? Cậu Bảy là cậu Bảy chứ không lẽ là cậu Bảy là cái gì? Rồi kêu cậu cháu không làm gì? Khi mày xuống xe chai chứ làm gì? Xuống xe chai làm gì? Xuống rồi đi mua nữa kìa. Đi mua làm gì? Mấy cái thằng. Có 6 triệu mua làm gì? Ừ. Cậu thằng khùng mày xuống rồi mà leo luôn ngồi gì vậy? Đánh kiếm mày ngồi cho hở thấy hả? Xe chai của ai? Tại này mát. Xe chai của ai? Xe chai của mẹ. Ừ, của mẹ xuống đi. Đi mua mẹ tưởng mày làm mẹ con mới ý mày muốn làm má con luôn hay gì hả? Tao đẻ mày ra rồi mày không làm gì
Mày không phụ nhà này mày làm cái gì? Rồi giờ mẹ là mẹ con hay là má con? Đã làm con của mày được chưa? Suy nghĩ kỹ nha bà hai. Lỡ mà bà chửi quá 6 triệu này cho ai? Cái thằng này phá hoại thời hư của mẹ bây giờ. Quýnh cái này. Quýnh đó. Chỗ này nhiều máu nè. Phá quay một hồi nó gãy cái cây kìa ta. Nè. Nè, nó muốn gãy cái cây luôn nè. Nó xúc cái này ra nè. Quýnh nó đi. Quay xúc cái này lên nè. Quýnh ra chỗ nào nhiều máu đưa má hai coi coi. Quýnh ra. Sao chịu nha bà hai. Sao chịu nha bà hai. Trời ơi, có quay, giờ quay đó, quay đó. Quay đó. Quay nhiều lên, quay nhiều lên. Quay mạnh lên. Trời ơi, một hồi nó xúc cái đó ra bây giờ thằng. Quay mạnh lên. Cho nó một cái này không. Đây. Sao chịu. Sao chịu để cho ai? Cho mày. À. Chị mà bả chịu thua rồi đó. Vậy là mấy gì thua đúng không? Sao mày à nào, mày khoái hả? Mày khoái tiền chứ ai khoái? Ai khoái hả? Sao mới kêu cho con? Nói cái mày có khoái liền. Trời ơi, chứ mày không khoái à. Mày cá tao mà từ từ á, chừng nào xong rồi tao lấy tiền á, mày chưa hết mày đòi, mày nói bỏ cho mày đấy hả? À, nếu mày bỏ một lụm rồi. Alo. Ờ, chị hai nghe ai điện à? Alo đi, alo. Alo. Alo, lớn lên. Có con gì mà điện, mà điện mấy nữa. Alo, 0900, ai chưa thông đồng thì trong lòng mà thối quá ha, trong lòng mà thối quá ha. Có mấy tăng tình, em kêu chưa chồng mà ba vòng bà to thế, ba vòng bà căng thế. À đúng rồi. Tao thấy ở trên TikTok giờ đang hot cái vụ con nhỏ kia nè. Chị đó. Người yêu em là phải cao và mặc phong cách đôn chị. Giống y dương ly luôn á. Ly ở trong nhà có áo ly. Có không? Có luôn người hết. Đợi em 2 phút. Điện thoại đâu? Chết. Có mập kia nhảy bíp lắm. Cậu bảy kìa. Sao mà thở cái nắng lên cái là bà nhức đầu là sao? Tao nói tao nhức đầu hồi nào? Bà kỳ nắng hả? Sao bà mới nói gì mà đầu gì? Tao nói nắng quá. À nắng quá cực hả? À nắng cực quá. Quá trời à. Giống. Giống. À đủ. Lên nha. Chưa. Pizza. Phải có thằng mập này nó mới ngon nè. Thầy bảy nè. Xem. Không. Điện thoại đâu vậy? Không. Không gì. Rồi đây, nè. Để cho tôi coi. Cái nhà của mày. Bà nổi mày thằng mập. Nè, mập này nè, rồi nha. À, thằng mập này ăn thua gì? Để tao quá trăng thì nói cho. Được không? À. Đây. Đây, giống mập đấy không? À. Đâu? Nó chỗ này không? Đó, đúng mập, đúng. Đây, lên, đứng lên, tao là thằng MC nè. Bật nhạc lên nè. Đâu rồi, phải không? Đâu rồi. Làm gì với quần chúng đi. Giờ lấy sao chịu không? Đầu chỗ này nhiều máu nè. Mày ra mày chơi mình, mày đi kêu tao làm gì? Nhờ miếng thôi, chạy ơi. Không. Giờ má là má con hay là mẹ con? Tao là má mày chứ tao là làm con mày đâu. Tao là má mày chứ tao không là mẹ rồi hả? Má là mẹ cũng được thôi, tao không có chơi mày chơi đi. Mệt chết mẹ, gũ. Không, diễn viên dùng chúng thôi, đứng yên mà. Diễn viên dùng cái vô. Đứng dậy là diễn viên đi, trời ơi. Nghe lời con đi tiếp con cho 6 triệu nè. Diễn viên vậy? Đứng dậy thôi. Đứng dậy hả? Lại đây. Má không lại là mất 6 triệu á. Ngon hả? Có 6 triệu đài đỏ tao vậy hả? Trời ơi, phải lợi dụng cơ hội thời cơ chứ. Lại đứng đó. Đứng cái xe chết mẹ bây giờ. Rồi cái con ngân trắng. Lại đây. Lại đây. Có luôn. Làm cái gì? Xích qua bên cho thấy vàng đi chay coi. Ờ phải có loa trên tay nữa. Cái mắt trên tay á. Thấy được chưa? Rồi, cầm cái kia kìa, cái chú nhỏ kìa. À, cái micro nè. À, thấy không? Người ta có cái loa mà. Người ta lại tao hỏi phỏng vấn cho mày đúng không? Hỏi phỏng vấn mày còn bảy đúng không? Ok. Phỏng vấn em trước. À. Xong cái kêu là gu của em con trai là gì?
À lại, con kia lưu ra miếng nha, à. Lưu ra. Chuẩn bị chưa? Hai ba. À, gu... hả? Em hả? À, 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 cái gu của em là gu gì? Dạ, gu của em là cao và phong cách đôn chề. Đôn chề hả? Dạ. Ở đây ai có phong cách đôn chề không? Bước ra giùm em cái. Anh Bảy đi nè. Có ai phong cách là đôn chề? Cỏ này được không em? Rồi, hai đứa đứng ở đây làm cho anh một bài cái coi. Hai đứa đứng ra. Phong cách mặt như... cái mặt như vậy đủ phong cách chưa? Cái mặt nó vậy đủ đôn chề chưa? Uống về luôn rồi đó. Bước ở đây để lên nhạc coi. Rồi nha, đi rồi nha. Đây, mày lên nhạc. 1, 2, 3, lên. Anh mập vậy, anh móc gì vậy, anh mập? Anh móc gì ghê quá. Nằm ngầu lên đi. Quá dữ, quá dữ, quá dữ. Anh móc cái gì trên bạp ơi. Anh lấy con tạc chưa bạp ơi. Đấy, chứ. Lên nhạc cho anh Bin nè. Lên nhạc cho Bin nha. Đục, nó đi chơi hay ra. 1 2 3 go. Trong vũ thiên nhiên, Aladdin cùng cây đèn thần. Để ngày mai tiếp rồi. Bữa nay nhẹ nhẹ thôi. Làm nhảy đổ mồ hôi dắt xuống ký luôn rồi mà bả không có phản ứng gì, bả cười mày. Thường ngày mà nhảy cùng nhảy đi với phá này là bả chữ ghê lắm nè. Cái đó là cái gu nhạc tao khoái hát nhạc, tao khoái nhảy. Tôi đứng bà lý lắm. Tôi đứng ở ngoài nắng tôi nhảy sức mồ hôi đâu chắc xuống ký tôi đi cân thử. Thà té mày giống khùng. Đi cân hả? Đây con cân nữa. Trời ơi, xuống hết ký luôn rồi. Đổ mồ hôi xuống ký rồi. Mày cũng xuống ký rồi. Ý con lên được 1 ký.
Mày lên hả? Ừ. Mày đậu mày mày mày. Mày đeo hai cục mày như chó đeo lạc là kêu không hồn lên. Mày bỏ nó ra coi. Hai cục chân mày cần mày đeo đó không được chứ. Lên nào. Lên cái con khỉ hai cục hết ký rồi. Bồ. Là cho mừng lên ký. Tào lao quá đi vô ngủ hết đi. Đi vô ngủ đi cho khỏe nắng chút mẹ luôn mà tào lao quá. Đi vô tao ngủ. Ngủ chút đi tiếp nắng chút mẹ. Chỗ này nhiều máu nè, suy nghĩ thật kỹ nha bà hai. Cái bà mày. Dẹp đi. Anh quấn anh vô cho cậu mày nè. A few moments later. Cởi đi, cởi vậy. Tao đi con ai mày luôn.
không? Nè, mày thử cảm giác cái đẻ của tao nè, nhẹ một cái thôi, thử cảm giác cái đẻ nè. Nặng hơn mọi người, cấp độ sẽ là cấp độ bàn thờ, từ từ dần dần đi lên mọi người. Go.